Sri Lanka vừa thông báo tăng giá điện tới 66% kể từ ngày 18 tháng 2. Động thái trên được đưa ra nhằm thuyết phục Quỹ tiền tệ quốc tế IMF nhanh chóng cung cấp một gói viện trợ mới cho nước này nhằm giải quyết khủng hoảng kinh tế. Trong năm 2022, chính phủ Sri Lanka đã tăng giá điện lên tới 75% trong bối cảnh chỉ số lạm phát chạm mức 54%, thuế thu nhập cao tới 36%. Bộ trưởng Năng lượng và Điện lực Sri Lanka cho biết việc tăng giá giúp quản lý tốt hơn các hợp đồng nhiên liệu dài hạn.